Một người mà muốn trống kèn là để tiễn cái người quá cố này nè đi vào cái cõi thật. Còn mà cúng á là phải tiễn người về cõi cô hồn, tụng là tiễn người về dòng tộc. Vì thế mà một Phật gia thiền tâm đã có nhiều công đức rồi thì không có xài cái này. Nên nhớ rằng tu thiền tâm thì tuyệt đối hoàn toàn chuyện thế gian không làm. Đó thì cũng nên trả lời cháu biết vậy đó. Thắc mắc gì cái phần câu hỏi này cũng không có gì. Dạ con đã rõ là cho con xin hỏi câu số 2 là trên cái thùng phúng điếu của đáng ấy là có ghi cái câu là chỉ nhận phúng điếu cho những người biết tu thiền tâm. Vì sao lại có câu này ạ thưa bác? Nói đúng ra nguyên tắc một người mà tu thiền tâm không được quyền nhận phúng điếu của ai một đồng nào hết, dù người đó biết tu thiền tâm. Nhưng mà cái đám tang của Phật gia thiền tâm Nguyễn Thị Thiên mới vừa có 3 tiếng đồng hồ thôi là tràn qua và nhang đèn trái cây không chỗ chứa. Vì vậy mà ban quản trị quyết định là chỉ nhận tiền của những người biết tu thiền tâm để chi? Bởi vì cái chùa thiền tông Tân Diệu hiện đang xây dựng thì lấy cái số tiền này để đưa vào cái quỹ của cái xây dựng này để hầu hướng công đức cho những người đó. Nhờ vậy mà cái nhang đèn cây trái hoặc là tràn hoa nó thì giảm hẳn đi. Vì nếu mà 3 ngày để như vậy mà được thì làm sao chỗ nó mà chứa. Vì đây ban quản trị quyết định thì nói đúng ra cũng không có nhận được bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà phải xả, gọi là cái xả bớt cái phần cúng về trái cây để tràn qua thì người đó nói cho hiểu. Chứ nếu mà người mà tu thiền tâm rồi chánh thống đừng có nhận ha, dù bởi vì ở thành phố mà nhà đó cũng đâu có rộng rãi bao nhiêu, thành ra mình phải tìm cách đi ở. Nếu mà ở cái nơi nào mà nó rộng rãi á thì nên nhận. À, thì cái tuyệt đối á, là cái thiền tâm này không có nhận tiền, bởi vì mình về Phật giới rồi mà còn ai ở đây mà trả nợ nữa đâu mà mình nhận. Đó thì cũng nói cho cháu biết rồi, cháu tiếp tục hỏi hoặc là chưa thông thì cháu có hỏi thêm. Dạ cho con xin hỏi câu thứ 3 là con thấy phía trước bàn thờ có ghi câu là tiễn Phật gia Nguyễn Thị Riêng về Phật giới. Như vậy Phật giới là ở đâu thưa bác? Và nó có khác với câu là cầu cho bông linh hay là bắt giác linh bản thân về Tây Phương Cực Lạc ở các đám tang khác không ạ bác? Tiễn Phật gia về Phật giới là mình biết rằng mình ở đây trái đất này là mình tu luân hồi trong trái đất có 6 đường đi. Tam giới có 6 đường đi, tổng cộng là 12 đường đi. Thì cái lãnh quẩn trong này đã trong này gọi là trái đất và tam giới. Còn tiếng Phật gia về Phật giới là đi ra ngoài cái quy luật luân hồi này trở về Phật giới. Tất nhiên nói ngắn gọn là Phật gia trở ra khỏi ngoài trái đất và tam giới này để trở về Phật giới, đó là tiễn Phật gia về Phật giới. Nói rõ là Phật giới nằm ngoài quy luật vận hành luân hồi của trái đất này. Rồi mời con hỏi tiếp. Dạ con, còn câu hỏi cuối cùng là con thấy hầu hết các đám tang theo nghi thức Phật giáo thông thường thì có một bàn thờ Phật và chính giữa là Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát ở hai bên. Nhưng ở đây là cũng có thờ ba vị và ở giữa là Đức Phật cầm cái nhậm hoa sen giơ lên và hai vị Bồ Tát hai bên. Thì như vậy thì cho con hỏi là ý nghĩa thờ ba vị này là nó có giống hay là khác với cái đám tang theo nghi thức Phật giáo thông thường không? Và trên tay của một vị Bồ Tát là có cầm một quyển sách và đang đọc. Như vậy đây là quyển sách gì và tại sao Bồ Tát này lại đọc sách? Và tên của cái vị Bồ Tát này là tên gì? Và cháu thấy hai bên bức hình đó là có ghi hai câu: thiền tông là nhất tự thiền, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Như vậy nhất tự thiền là gì và miền quê xưa là ở đâu ạ? Cái đám tang thông thường của người không biết tu đạo Phật và cái người biết tu theo pháp môn thiền tông đạo Phật thì thỉnh ông thầy đến, ông trang trí cái bàn thờ Phật như thế này. Ở giữa là Đức Phật A Di Đà ở thế đứng, tay phải buông xuôi
tay trái cầm cành sen, đó là cái tư thế của Đức Phật A Di Đà. Còn bên tay phải của Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát tay phải, tay trái thì cầm một cành cành quả sen đưa ngang trước ngực, còn cái tay phải là cầm một viên minh châu á. Đó là cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn bên tay trái của Đức Phật A Di Đà đó thì cũng cầm cành hoa sen, nhưng mà bên tay phải á thì cầm một sâu chuỗi sáu hộp minh châu. Đó là nó, cái đó là trang trí cho một cái gọi là quý vị là tu theo luân hồi vậy. Còn thiền tông thì Đức Phật Thích Ca ngồi ở thế xuất già, tay cầm cành sen, tay phải cầm cành sen đưa lên để cho mọi người thấy, tay trái thì gác trên cái đầu gối, còn bên tay phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là ngài văn thù thổ hiện Bồ Tát, cởi con sư tử lông vàng, tay phải cầm cái kiếm bén và tay trái cầm số 16. Đây là tượng trưng cho cái gì? Con sư tử lông vàng là tượng trưng cho sức mạnh, nhưng mà rất thanh cao và cao quý. Còn cái tay phải cầm cái cây kiếm bén á, là để tượng trưng gì? Là chặt đứt những cái mà cái tánh người á. Tánh người nó là cái gì? Là 16 thứ của tánh người. Đó là tượng trưng. Còn mà bên tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngồi Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho cái mà cái quyết chí tu giải thoát, cởi trên con voi trắng 6000, là nói cái con voi đó thì nó rất mạnh, trong rừng sâu không con nào qua bằng, nhưng mà nó màu trắng, nó tượng trưng cho là trong sạch. Tu thiền tông phải chú ý cái trong sạch. Còn con voi trắng 6000 là tượng trưng đâm thủng 6 thứ của con người. Từ con mắt phải đâm thủng để thấy được cái chân thật của cái thế giới này. Lỗ tai phải đâm thủng để nghe được gọi là duyên thông. Lỗ mũi ngửi được cái mùi thơm hôi đến chỗ mà chân thật. Rồi cái lưỡi thì nếm được tất cả mùi vị của nó mà cũng đến chân thật. Còn cái thân thì cũng vậy, xúc chạm, xúc sở biết rõ ràng. Đó là tượng trưng cho 6 cái ngà của con voi trắng. Còn Phổ Hiền á, đọc cái quyển sách gọi là quyển sách quyền ký của Đức Phật để tìm hiểu cái nhân sinh quan và vũ trụ quan của trái đất này. Một người tu thiền tông nó phải có ba cái biểu tượng này thì mới đúng là tu thiền tông. Đây là cái biểu tượng để nói là cái chuyện thanh cao của cái pháp môn thiền tông. Rồi thì nếu cháu có thắc mắc cứ hỏi tiếp, còn không thôi thì hỏi tiếp cũng được. Dạ, thưa bác, con có thấy hai bên bức hình đó là có ghi hai câu là thiền tông là nhất tự thiền, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Như vậy nhất tự thiền là gì và miền quê xưa là ở đâu ạ? Nhất tự thiền là người ta tu một chữ buông dừng thôi dứt hết liền tưởng sanh. Miền quê xưa là nói về Phật giới á, bởi vì đầu tiên tánh Phật từ ở trong Phật giới vào tánh người để mà mượn thân tứ đại con người tạo ra công đức. Nhưng mà vô đây vì cái quy luật vật lý á, anh muốn làm mượn thân con người phải vô làm con của người gia đình á, làm con thì phải vô cái tử cung. Cái tử cung là cái nơi làm cho nó quên đi, nó chết đi tất cả những gì biết trước. Rồi cái tử cung này khi nó hình thành ra thì cái thai nhi hình thành thì cái điện từ âm dương nó cuốn hút, nó trở thành là cái tánh, cái vỏ bọc tánh người nó cuốn lại. Vì thế mà tánh Phật ở trong đó 9 tháng 10 ngày nó quên hết đi, ra ngoài gặp cái tánh người đó, nó xoay tròn, nó tạo ra 16 cái thứ ảo giác nữa. Vậy thì mà trong cái tánh người nó có cái mạnh nhất là tưởng tham,
thì làm sao mà thánh Phật còn nhớ là cái chuyện mà ngày xưa vô đây để mà mượn thánh Phật để về Phật giới. Vì thế đó mình bị luân hồi. Mà luân hồi á, mà cái nói rồi cái tánh Phật á, đầu tiên thì muốn như vậy, mà vô đây bị cái ác của cái tánh người nó không chịu. Nó muốn dịch nhờ, bởi vì cái tánh Phật này là cái nhân để cho cái sự sống mà. Thì tánh người nó muốn đi đây đi đó, lên gặp con mặt ông Thượng Đế như thế nào, lên gặp ông mặt A Di Đà như thế nào. Ừ chết. Mà rồi có một khi tức quá làm những chuyện bậy bạ thì đi xuống dưới, mà phải một dòng luân hồi để học tỷ năm. Mà có nhiều cái đi cả tỷ năm đâu không chịu, đi mấy chục lần nữa mới chịu. Mà sau đó thì tình cờ đó thì Thiền Tông phổ biến ra, Thiền Thích ông Phật hiện nay, Thiền Phật Thích Ca mới nói được cái chuyện này. Mà hiện giờ chúng ta đang thấy, đang biết đó là Thiền Tông đang phổ biến ra. Thì cái pháp môn Thiền Tông này mới được nói ra. Chứ từ khi mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi thì là ông Phật thần quản lý liền, tiếp nối tiếp quản lý liền, không cho. Đó thì nói cho lý do đó mà thì mới biết là không phải đơn giản đâu. Muốn trở về Phật giới nó phải đủ duyên mới nói được. Mà bây giờ nói ra Phật ngày xưa nói ra cũng bị chửi. Trên cái chùa Thiền Tông Tân Thiệu này cũng vậy thôi, nói ra chắc chắn cũng bị chửi, chứ không ai khác đâu. Bây giờ để ý đi, tất cả những sách của chùa Thiền Tông phổ biến ra đem không có ai dám đọc không? Cái chùa không có chùa nào dám đọc cái này. Đó thì nói cho biết cái lý do vậy. Thì cháu thắc mắc cứ hỏi tiếp. Dạ con xin cảm ơn bạn. Dạ xin hỏi con vị nào? Tôi kính chào bác Nhân. Con kính chào bác Nhân. Hôm nay con có mấy câu hỏi, cũng nhờ bác Nhân giải đáp thì con vài câu. Thì những câu hỏi của con là vậy. Hôm trước á thì con cũng biết một vài ý nghĩa của các danh từ Phật gia truyền Thiền Tông, Phật Thiền gia, Phật tử Thiền Tông. Các danh từ này từ đâu mà có? Cũng như là đồng phục của Thiền Tông như các dây vàng đỏ xanh bắt nguồn từ đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên của con. Cái câu hỏi này đó, thì phải trả lời có tuần tự như thế này nè. Nếu mà tu theo vật lý thì gọi là Phật tử thôi nha. Tên gì cứ cho nó pháp danh gì thôi. Còn Thiền Tông này nó có ba cái danh từ để gọi. Phật tử Thiền Tông thì người này hiểu Thiền Tông, hiểu căn bản về Thiền Tông, gọi là Phật tử Thiền Tông. Có yêu cầu ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông cấp cái giấy chứng nhận là mình đã hiểu được pháp môn Thiền Tông, thì cái giấy chứng nhận này gọi là giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông, thì sẽ cấp cho cái dây phái màu xanh. Đó rồi gọi là Phật tử màu xanh. Thì Phật tử này phải mặc nguyên bộ đồ xám, gọi là mới gọi là Phật tử Thiền Tông. Còn nếu mà thứ hai nữa, lớp thứ hai nữa là gọi là Phật gia Thiền Tông, thì người này nó phải hiểu sâu về pháp môn Thiền Tông học này. Thì nếu mà có kể lưu xuất ra từ cái tánh Phật thanh tịnh của mình á, chứ còn lưu xuất theo cái kiểu mà cái tánh người thì không được nha. Bởi vì mấy anh kiểm thiền anh rất kỹ cái chuyện này. Thì người này nếu mà cái 12 câu kệ đạt thì người ta sẽ đưa cho mình 26 câu hỏi. Mình trả lời đúng được trên 60%. Và có yêu cầu truyền thiền cho, thì người ta sẽ tổ chức một buổi lễ truyền thiền rõ ràng, rất trang nghiêm và thanh tịnh. Thì người này được mang danh là Phật gia Thiền Tông, thì được cấp một cái dây phái màu đỏ. Đó là cái phần thứ hai. Một Phật gia Thiền Tông nào mà đã được cấp dây phái và được cấp gọi là cái bằng Phật gia Thiền Tông mà có nhiệt tình giúp cho thêm 15 người nữa đạt được bí mật Thiền Tông và 30 người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông. Nếu vị này có yêu cầu thì tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ
không làm cái buổi lễ phong thiền tông gia đâu. Đó, để là chi? Để cho có cái gọi là mình có cái bằng để là chi? Mình muốn đi giúp ai thì mình nó có cái bằng, giống như mình muốn đi ra, mình muốn đi dạy học á, tôi phải có cái bằng người ta mới công nhận mình, chứ còn nếu mà không có bằng ai tin nha, thì đó là gọi là năng lượng là gọi là phong thiền tông gia. Nhưng mà có kèm theo cái này nè, một thiền tông gia hoặc một Phật gia thiền tông, nếu có đủ tâm tài lực cắt chùa hoặc thiền tông thất được chính quyền cho phép, thì tổ định chùa thiền tông Tân Diệu sẽ cấp thêm cái bản là đủ tư cách đứng ra truyền thiền cho người khác. Có nghĩa là tự mình à, truyền giống như tổ định chùa thiền tông Tân Diệu vậy. Đó là ba danh từ của bên kia đạo thiền tông. Thì cô muốn hỏi gì thì có hỏi đi. Dạ. Câu thứ hai á, là con muốn hỏi á là trong các bài kinh điển Phật gia Phật giới mà hôm trước con có tình cờ cũng có nghe đó, thì con thấy là cũng rất là hay và cũng rất là xúc động. Nhưng mà rất là lạ là gì? Điển hình á, như là cháu nhớ hai câu như là thuở xưa tánh Phật vào đây, mượn thân tứ đại nên gây luân hồi. Cháu nghe rất là lạ, dường như chưa thấy kinh nào đề cập đến. Vậy kinh này bác sưu tập từ đâu? Tánh Phật là gì và từ đâu vào đây để làm gì ạ? Cái này không phải là sưu tầm gì hết, mà nó nằm ở trong cái quyền ký của Đức Phật đó. Là nó nằm ở trong cái phần truyền mà người chưa công bố ra. Thì là cho nghe nó là cái khi nào mà công bố quyền ký ra thì cái này. Là vì người ta nhắc lại như ngày xưa tánh Phật vô muốn tạo công đức á. Giờ nãy nói muốn tạo công đức, vô đây phải mượn thân của con người. Nhưng mà không ngờ thân con người nó là cái quy luật luân hồi, và Đức Phật không hiểu vì nó quên đó thì bắt buộc phải đi theo. Vì thế mà có câu thuở xưa tánh Phật vào đây mượn thân tứ đại để gây luân hồi. Thì cái câu này á, thì nó xuất phát từ cái mốt chuyện đó. Còn cái vế sau đó là hỏi cái gì cơ, cho hỏi tiếp đi. Vế sau là con hỏi nè, tánh Phật là gì? Mà từ đâu vào đây để làm gì? Thì tánh Phật từ Phật giới. Muốn hằng có một kim thân Phật, một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, thì mới hỏi chư Phật đó, hỏi đường vào, thì cũng chỉ vào đường vào. Đường vào vô dòng tộc, mượn dòng tộc, rồi cam kết với dòng tộc là tôi ở đây tôi mượn công đức tôi ra, chứ tôi không ở đây. Nhưng mà dòng tộc tôi không được, không chạy, không tin. Tại vì ông nào vô đây cũng mấy chục tỷ năm không chịu ra, thành ra phải nhờ một kim thân Phật, Phật thân thân đến làm chứng, thì dòng tộc mới cho nhập dòng tộc mà giàu gia đình. Đó là nói về cái Phật giới nó nằm đó. Phật giới là nơi gì? Nơi chư Phật sống. Còn trong trái đất này và tam giới này là do các loài sống, cao nhất là loài trời, rồi tiên, rồi thần, rồi người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đó là cái quy luật của cái tam giới. Ai mà muốn ở đây đừng có mong mà nói là tôi tu này tu kia cho thoát ra, không thoát được đâu. Giống như ở trong cái lòng nó quậy hoài, nó ngồi đó mà cho yên, không yên được đâu. Mình mới vừa gồng cho yên chứ thả ra nó cũng vậy. Thành ra người ta không hiểu được cái nguyên tắc của cái tam giới, không hiểu được cái quy luật luân hồi của trái đất. Chứ ngồi đó tu cái gì? Bây giờ tôi nói à, chỉ cần mở miệng ra là có nhân quả rồi, chỉ cần xếp cái chân lên ngồi là có nhân quả rồi, chỉ cần niệm chữ A, chữ Nam Mô A là có nhân quả rồi, thì làm sao giải thoát được? Đó là quy luật luân hồi của trái đất này. Vậy còn có hỏi tiếp đi. Dạ, con còn một câu nữa là con có tham quan một vòng chùa thiền tông Tân Diệu này á, thì tuy nhiên ở chánh điện á có thấy ghi câu là tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành Phật. Vậy tu thiền tông là tu làm sao? Làm gì để có thể thành Phật được? Dường như chưa có nơi nào mà chùa nào dám để câu này. Sao bác lại dám để câu này? Bác căn cứ vào kinh nào để nói câu này ạ? Nếu căn cứ về kinh thì kinh Đại Bát Niết Bàn có nói, Đức Phật có nói là ta là Phật đã thành, các ông bà để là Phật sẽ thành.
thì cái câu này nó có kinh điển đàng hoàng. Nhưng mà tại sao cái chùa Thiền Tông Tân Diệu dám để câu này? Đó là quan trọng. Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu này nắm được cái tập truyền ký của Đức Phật, có nghĩa là hiểu hết, chấp bất cứ ai hỏi cái gì. Nếu ai trong tay có tập truyền ký mà gọi là cảm nhận được á, và gọi là lãnh hội được thì cái chuyện hỏi là chuyện nhỏ thôi. Tôi nói thật, nếu nắm được tập truyền ký á, lên trời cũng dễ, lên tịnh độ dễ, ở cũng có gì đó. Ăn không biết, ai mình không hiểu, rồi bị người ta lừa cho mình thôi. Chứ còn bây giờ nó chuyện trở về Phật giới là chuyện nhỏ thôi. Nếu nắm được từ vị chuyện về Phật giới là không quan trọng. Còn cái gì? Vì không quan trọng nên mới để cái câu này tu theo pháp môn Thiền Tông cố được thành Phật. Nhưng mà trước khi xây cái chùa, mình không dám cắt nghĩa này sao? Mình nói câu này, mình có hỏi thì tôi nói là tôi sưu tầm, tôi biết là vậy thôi. Thì để chỉ cho nó qua đi. Chứ tôi đã công bố huyền ký rồi, tôi không từ nam một câu hỏi nào hết. Vì công bố huyền ký rồi thì không ai cản lại được. Rồi đây, tất cả những gì của bí mật Thiền Tông tôi nói hết rồi. Tôi cũng xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Hồi tháng 6 á, tôi có gửi cho Thủ tướng Chính phủ một cái đơn để xin thành lập cái ngôi nhà Thiền Tông Việt Nam ở bên miếng đất trống á. Thì khi có cô Năm Thiền Nguyệt cô khi mà văn phòng Thủ tướng á, tôi gọi tôi hỏi chứ bổ túc những cái ý này ra để tôi mới viết thơ bổ túc. Thì cô Năm Thiền Nguyệt là gặp nó thâu để cổ đưa cho, để cổ quen, cổ vô nhà Thủ tướng dễ ở cả. Thành ra cổ nói thì đó là bây giờ nó bất danh đó, phải là để là cái bảo tàng Thiền Tông, chứ đừng có để ngôi nhà Thiền Tông. Vì ngôi nhà Thiền Tông đó nó không có trong có danh mục, mà cái bảo tàng thì nó có. Thì bảo tàng mình nghiên cứu, mà ổng nói giờ nghiên cứu tập trung kệ mình ha. Còn cái ngôi nhà Thiền Tông là muốn xây thì phải có bậc cho cái tường trình, xây tường làm gì phải nói hết. Thì ổng nói là rắc rối lắm. Thôi vậy thì tôi cũng vậy, tôi thấy cũng cảm ơn là cô Nguyệt cũng đã nói lại với thủ tướng cho cái ý kiến này, tôi thấy rất hay. Thì giờ còn ở đây là nói mà lệ chút xíu thì là con tiếp tục hỏi đi. Dạ, con còn một câu nhỏ nữa là con hỏi thì ngay chỗ trước cổng chùa thì con thấy cái chữ là Thiền Tông Việt Nam chuyên dạy giải thoát. Vậy ở các nơi khác không có dạy giải thoát hay sao? Căn cứ vào đâu mà chùa lại dám khẳng định là chuyên dạy giải thoát nè? Thì nó nói rồi, nếu nắm trong tập quyền ký thì nói gì cũng được. Còn các chùa đó, bây giờ con suy nghĩ các chùa để làm gì? Các chùa, 100 cái chùa đều cúng hết, không ai dám dạy giải thoát đâu. Dạy giải thoát lấy tiền lấy gì ăn? Đó, suy nghĩ đi ha. Chỉ ở thành phố lớn, ở thành phố lớn đó thì người ta có chùa lớn đó, người ta cúng ăn không hết, thành ra ta không đi tụng. Cái chùa nhỏ nhỏ như là ở quê và cái chùa nhỏ thành phố cũng phải đi tụng mới có, tụng mới có cái mới cúng, chứ bây giờ không tụng nội nó ai đưa nội tiền điện bao nhiêu tiền, rồi tiền 50-70 người trong chùa ăn tiền đâu, bắt buộc phải đi tụng ha. Rồi phải làm chuyện này chuyện kia để người ta có tiền thì mình cũng thông cảm vậy thôi, chứ mình nói gì vậy. Bởi vì khi mà trong cái quyển số 1 tôi có viết thế này thì ma